cho ngày hôm nay. Dạ em đã chuẩn bị kiến thức rất là nhiều rồi anh ạ. Cái số trước mình có hay nói về tình yêu của Will. Từ từ mà không thích nè. Thì sau cái số đó thì về nhà thì bạn bè, gia đình và xã hội có nói về mình không? À, em tạm khó thay bước một thời gian luôn. À. Dạ. Không là bạn sau khi chia tay hả? Chị Phương khỏe không vậy? Dạ anh vẫn khỏe. Dạ rồi, mình tiếp tục trò chơi đi anh. Hả? Mình bỏ qua hai cái cuộc đời của em được không? Em phải nói là anh Giang điện thoại của tôi đẹp tí nhân, cá nhân tế nhị. À đúng rồi, điện thoại của người cá nhân tế nhị. Ừ, cá nhân tế nhị nha. Dạ rồi. Rồi, chơi dạ, đi anh, chơi đi anh, chơi đi anh. Em đang cuộc sống đang hạnh phúc hả? À, cuộc sống em thì rất là hạnh phúc cùng với các anh em trong nhóm mà số năm của tôi. Đúng rồi, dạ, một mình có sao đâu. Ra đây, ra đây, ra đây. Đúng rồi. Đúng rồi, phải đây. Trong ánh mắt này có nhiều cái sự chất chứa anh hả? Cười trong cay đắng. Cười trong cay đắng đó, bên ngoài cười nụ mà bên trong khóc thầm, bên trong khóc thầm. Bây giờ có chơi không? Anh chấp chơi quá à. Mà khán giả là những người rất là quan tâm với đời sống của anh chị em mình đó nghe. Và khán giả là một trong những người nuôi mình mà nên họ có quyền được biết những thông tin đôi khi nó phải bấp lịch chút xíu, nhưng mà cũng phải có những cái giữ lại cho riêng mình. Đúng em, rồi đúng anh rồi anh sẽ nói về tình yêu của em, nhưng mà anh đâu có nói là em là người bị bỏ rơi giữa chừng đâu. Bỏ rơi giữa chừng đâu, bỏ rơi giữa chừng đâu, chưa bao giờ. Cái gì vậy? Trời ơi. Thôi thi ha, thi đi anh, thi đi. Thưa quý vị, chúng ta cùng Will nhanh như chớp. Sao nhãn tâm lý quá. Điện thoại Quỳnh Lập đang mở và Quỳnh Lập đang đứng ở vùng có sóng. Nhưng tại sao Quang Trung không gọi được cho Quỳnh Lập? Phải Quang Trung hết pin hoặc là hết tiền. Lên. Ồ, oh, hay quá. Ok. Giờ nhiều khi Quang Trung mượn tiền Quỳnh Lập không nghe nữa. Đúng rồi, không mượn tiền nên là không nghe đúng không? Cũng hợp lý, em hay mượn tiền người ta lắm hả? Dạ không, bữa thứ hai nó mượn tiền nhưng nó sống truyền hình á. À vậy hả? À. Phường 1 của quận 1 ở thành phố Hồ Chí Minh nằm đường nào? Sao tao hỏi địa điểm này nhỉ? Lê Lai. Không chính xác. Lê Lai gì đâu hả? Như đường nào mà ở phường 1 mà đúng không? Phường 1 hình như không có cái phường 1, hình như phường Phạm Ngũ Lão, phường Nguyễn Cư Trinh, phường Bến Thành, Bến Thành kia, đó đúng không? Phường của quận nhất là phường tên. Dạ. Đúng rồi. Phường 7 của quận 7 thành phố Hồ Chí Minh có địa danh gì giới trẻ hay đến? Còn anh sao hay Hồ Bán Nguyệt ta? Còn anh sao? Không chính xác. Quận 7 không có phường 7. Quận 7 không có phường 7. Trời ơi, thiệt luôn á. Anh ơi, đó là những câu hỏi mắc xích từ câu trước lương đi tới câu sau nè. Câu này mới mẹo nè. Bóng đá, bóng chày, bóng rổ, bóng chuyền thì môn nào không dùng chân? Bóng chày, bóng chuyền không dùng chân hả? Môn nào cũng bắt buộc phải dùng chân để hoạt động mà. Lên. Ôi, tưởng trả lời bóng đá không thì chết luôn á. Em rất là thích bóng đúng không? Bóng đá. Em rồi. Có thích nhiều môn thể thao về bóng anh, bóng đá, bóng chuyền, bóng rồi. Tôi tiếp tục liên quan tới bóng. Bóng đá, bóng chày, bóng rổ, bóng chuyền thì môn nào có sử dụng tay? Tay, bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền, bóng chày, bóng chuyền. Môn nào dùng tay? Tất cả các môn đều có dùng tay chứ. Lên. Bóng đá, bóng chày, bóng rổ, bóng chuyền thì khi thi đấu môn nào có quả bóng nhỏ nhất? Bóng đá, bóng rổ, bóng chày, bóng chuyền. Bóng đá, bóng rổ. Ủa, bóng chày nhỏ nhất chứ. Lên. Sợ mấy câu này chứ có mèo gì chổng à. Không, bóng bầu dục. Ồ, hôm nay là ngày hội về bóng nè. Rồi, đọc lẹ đi anh. Bóng bầu dục, bóng chuyền, bóng rổ thì môn nào không có nguồn gốc từ Mỹ? Đọc lại bóng bầu dục, bóng chuyền, bóng rổ, cái nào không phải từ Mỹ? Như bóng chuyền. Không chính xác. Cả ba môn đều có nguồn gốc xuất xứ từ Mỹ. Trời, thấy chưa? Gì không nhắc đi, gì thấy chưa? Nhắc được, em đổi bên này mà. Đổi bên này mà. Rồi cái môn mà vô đi. Quá chị em mình đó nghe. Lòng gì không để nhốt động vật? À, lòng ngực. Lòng ngực. Đâu nhốt được con gì chậm ở đâu. Lên. Đúng rồi. Hồi nãy Trung nó nói là cái lòng bàn cũng không có nhốt được động vật. Lòng nha. Bàn chụp được con gì chậm được chim nha, chụp được con. Còn Will nó cũng sai luôn. Cái lòng ngực không để đựng con gì hết, có đựng con tim. Nhưng mà
Tại vì con tim không phải là động vật. Hay đó. Con tim chỉ là một bộ phận trong động vật là con người mình đúng thôi. Đúng rồi, dạ. Đúng rồi. Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam năm 2018, Hờ Hen Nie, quê ở Gia Lai hay Đắk Lắk? Cái này không có mẹo gì hết trơn á. Này hỏi bình thường à. Gia Lai. Không chính xác. Đắk Lắk. Đắk Lắk thấy chưa, em biết mà. Hả? Anh biết mà, tại anh muốn xuống. À, là sao cao, mình sợ đầu cao. Anh thử thách mình từ đầu tới cuối. Anh không muốn đi từ số 1 lên kỳ lắm. Đúng rồi, cảm ơn em. Đắk Lắk có diện tích lớn thứ mấy tại Việt Nam? Ây trời. Không, cái này thật sự không biết thiệt đó, ha. Mình biết là lớn đó, rất lớn luôn á, nhưng mà không biết thứ mấy thôi. Lớn thứ hai. Không, chính xác. À, phía dưới bớt bè nè, bớt bè ở dưới nè. Lớn thứ tư. Bán cái gì mà ít khi ngồi một chỗ? Bán cái gì mà ít ngồi một chỗ? Bán cà phê. Không, chính xác. Ai biết? Ai biết? Bán cái gì mà không ngồi một chỗ? Ít khi ngồi một chỗ. Quy trả lời là bán đứng. Đứng không à? Đứng đúng. Không, ít người tức là đi quay lại. Đúng đó. Bán hàng rong. Đúng không? Đơn giản thôi mà. Trời ơi, phức tạp gì. Hay nói là không dám ngồi luôn á. Hai phút dành cho Will và những mối tình bắt đầu. Loại hành nào không có lá? Hành à? Hành hạ. Lên. Trời, dễ quá. Sao trả lời tiêu cực vậy? Hành hạ. Hành xác là không có tiêu cực. Đó là những gì đang trải qua, bị nỗi đau hành hạ. Tận cùng nỗi đau và tận cùng nỗi nhớ đang hành hạ trái tim của Will. Nên trả lời tiêu cực. Quý vị có thể trả lời là hành trang, hành lý. Trong đầu em là hành xác. Loại hành nào dài nhất? Hành tinh. Không chính xác. Ủa? Hành tinh sao dài? Hành tinh là phải gọi là loại hành nào to nhất? Hành trình không anh? Trình là chính xác. Trong bài hát Trái đất này là của chúng mình có bao nhiêu màu sắc được nhắc đến? Hát đi! Hát cho anh nghe nha. Trái đất này là của chúng mình. Màu xanh rồi có bao nhiêu màu sắc. Đây nè, có màu xanh rồi. Thì có màu xanh nè. Không chính xác. Tiếp. Không chính xác. Màu da. Cái gì? Cái màu da. Vàng đen trắng rồi đó anh. Hát nửa bài à. Kể tên các màu trong bài hát đó. Xanh. Vàng đen trắng. Chính xác. Câu này tôi sai rồi. Đang giúp đối thủ mình đó. Sao đâu mà, anh em không mà. Yes. Mà em thuộc bài đó không? Dạ thôi. Đâu hát đi coi. Vàng đen trắng, cánh chim bồ thương mến. Cái chim bồ thương mến lấy vậy thôi. Tiếp đi. Tự nhiên chim bồ em thương mến lấy gì? Em chợt quên rồi. Hôm nay là của chúng mình và bông xanh mấy dưới trời xanh bồ câu ơi. Cánh chim bồ câu tới. Bồ ơi, cánh chim bồ thương mến. Hài Âu ơi. Cảm ơn em. Trong bài hát này có bao nhiêu loài chim? Chánh hài Trường Giang. Hai là chim, bồ câu và hải âu. Lên. Chánh hài Trường Giang ơi. Muốn cản em lên đánh ảnh à. Thôi đừng đánh Giang, đánh Giang. Trong bài hát. Trong bài hát một vòng trái đất, anh và em đang ngồi đâu? Em hát cho anh nữa nha. Nhẹ cả. Anh ngồi đây. Em ngồi bờ. Hai người ngồi kế nhau mà. MV là hai người ngồi kế nhau, nhưng mà tưởng như là xa nhau một vòng trái đất. Lên. Vậy một vòng trái đất là vòng gì? Là vòng tròn. Không chính xác. Một vòng trái đất là một bài hát. Vậy một vòng trái đất là vòng nào, vòng gì? Trái đất không có hình tròn. Đường xích đạo. Ủa em tưởng đâu hỏi, câu hỏi là một vòng trái đất là gì chứ? Một vòng trái đất là vòng gì? Vòng nào là vòng đường gì? Xích đạo. Đan và móc khác nhau cơ bản chỗ nào mà không phải cái tên? Thì đan... đan là... Thôi em. Đan và móc là gì? Đan và móc khác nhau chỗ nào mà không phải cái tên? Thì đan là đan, móc móc. Thì mình sẽ nhau là móc là móc lên, đan không? Không chính xác. Ủa sao vậy? Ủa anh? Cái này là cái thủ thuật đi. Đan là thủ thuật là mình cầm này mình luồn xuống một sợi. Còn móc là mình cứ một sợi đó mình móc ngược nó lên. Ai biết?
đang sử dụng hai cây kim, hai cây móc một cây, đúng rồi. Bắt gì mà người bắt cũng giống người bị bắt? Bắt gì? Bắt gì mà người bắt cũng giống người bị bắt? Bắt chữ T. Bắt tay. Hai người bắt tay nhau. Đúng rồi, người bắt cũng như người bắt thôi. Ok, lên. Trời ơi, thông minh quá. Vẫn thông minh các bạn ạ. Quả gì 5 muối 4 khe ăn vào một phát đỏ hoe cái mồm? 5 muối 4 khe. Nhiều khe chứ gì? Thường là 6 muối, sao này có 5 muối rồi ta? Ăn vào quá thì khe luôn. Đỏ hoe cái mồm. 5 muối mà 4 cái khe lận. Đúng rồi, thường 5 muối là 4 khe, đúng rồi. 5 muối nè, 5 cái khe ăn vào một phát đỏ hoe cái mồm. Quả gì? Trả lời. Quả gì? Quả đấm. Lên. Tôi muốn nói là cái bàn tay tự nhiên. Cái gì có đầu thì thấp mà không có đầu thì cao? Cái gì có đầu thì thấp mà không có đầu thì cao? Cái đầu thì thấp. Ủa anh, cái câu cho trả lời là cái gì cao chọc trời cũng được đúng không? Nghĩa là nếu mà cao quá không thấy cái đầu đâu thì chứng tỏ nó rất cao, nếu mình thấy cái đầu của nó thì nó không cao lắm. Cái gì có đầu thấp mà không có đầu trời thì cao? Trời ơi, không có đầu thì mới cao chị. Cái câu hỏi đó khó rồi, nó nói tôi không biết ý gì luôn. Chỉ là khi mà mình nó cao quá không thấy luôn, không thấy cái đầu của nó là cái đầu cao á. Đó, ý em là vậy đó, đúng rồi. Cái gối. Cái gối. Cái gối. Gối. Mời bạn xuống. Sau 2 phút vừa phải trả lời thì đúng vừa rồi. Phải vượt qua những nỗi đau trong tim đang hiện có, Miu mang về 3 đáp án liên tiếp chính xác, chúc mừng.